Mến chào quý khán giả đang xem trên kênh Đồng Hải kết nối khám phá du lịch. Buổi sáng nay thì mình lại tiếp tục công việc là làm nốt cái sàn cho cháu Xính cho nó xong, bởi vì chiều hôm qua là mình làm đến tối mịt thì nó vẫn đang dở dang. Chiều tối hôm qua thì vợ chồng cháu Trương đã xuống núi đi mấy ngày để giúp cho cháu Ước làm một cái công việc của một trường hợp mà cháu Ước đang giúp đỡ ở trong cái xóm khác ấy, vì những cái công việc cấp thiết thế, do đó là vợ chồng cháu Trương đã đi giúp cháu Ước. Hôm nay thì chỉ có một mình Đồng Hải ở nhà thôi, cháu Xính ở nhà một lúc rồi thì cũng lại phải đi xuống xã có công việc. Rồi hôm nay thì Đồng Hải sẽ làm xong sàn và sẽ sửa lại cái nhà tắm mà hôm vừa rồi em Long mới làm vợ chồng cháu Xính ấy. Nhưng vì em Long cũng không có kinh nghiệm nên mặc dù em làm rất là chắc chắn ấy, buộc rất là kỹ càng, nhưng mà vì lý do là em ý làm máy nó bằng quá và cũng không biết cách lợp lá nên nó hôm qua thì nó có mưa một lúc thì nó bị dột rất nhiều, nên do đó mình tranh thủ thôi thì cũng đang nghỉ chưa làm đường thì mình tranh thủ sửa lại để cho nó khỏi cái dột của cái mái nhà tắm này. Các bạn ạ, buổi tối hôm qua mình cố gắng để làm cho xong nhưng mà không xong được nổi cái sàn này. Nên sáng nay mình đi đăng phim về, tranh thủ ăn sáng xong là mình sẽ làm nốt cái sàn này. Xong thì mình cần phải sửa cái nhà tắm một chút. Vì lý do hôm qua trời có đổ mưa xuống thì nó ở trong đó bị ướt quần áo. Thế do đó hôm nay mình sẽ sửa lại.
thích ăn gì bảo nó mua. Trong lúc người ta khóc. Cây 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 chua bát chị nó. Chị chua. Hả? Chị nó. Có chị một phía để chị nó. Uống mừng to mà. Nếu không tí về là khóc và không có quà. Không à. Không khóc đâu gì. Thật nhá. Không là ít 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 ít. Như con lợn con kêu ấy. Bảo lần con kêu ở đâu hả? Là có khóc thôi. Có khóc là không có quà, có khóc là ít, 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 ít. Đây mọi người ạ. Cái sàn thì hiện giờ là mình đã làm xong hết rồi. Đã rất là phẳng phiu. Và cháu Pó đang lấy một ít đất dẻo để đập vào những cái chỗ nó bị hở ấy, để cho nó kín, cho nó bằng phẳng và tránh coi như gà qué nó bới lung tung thì nó sẽ bẩn thỉu và nó sẽ bị lở cái hè. Khi mình đã làm như này rồi ấy, thì không còn cái khe hở để cho gà nó vào bới nữa, thì nó rất là sạch sẽ và không vấp đường đi nữa như mọi khi. Đây đấy. Sàn thì giải rất là phẳng. Ở dưới gầm sàn cũng thế, những cái cây vớ vẩn như cây gỗ này chẳng hạn, nó đã rất là kém rồi, có thể là gọi là nó mục đến nơi rồi, thì mình vứt bỏ hết ra, mình không cần dùng đến cái cây nữa. Đây giờ mình sẽ chống hết một hàng cột trong này. Ở ngoài này thì mình sẽ chặt thêm tốt ấy, cây gỗ này mà chôn xuống đất thoải mái vài năm nó không mục ấy. Đây mình đóng thành cái chữ A hoặc là chưa đóng chữ X như này. Đấy, mình níu tất hẳn hoi vào. Cả cái ba cái cột này mình đã níu rất là chắc chắn vào ba cái cây dầm. Và dưới sàn này thì rất là phẳng phiu luôn, không có chỗ lồi lõm nữa. Do đó cái sàn nó rất chắc chắn. Đấy, hiện giờ thì coi như mình đã xong được công việc cái sàn này rồi. Đây còn hai cái đầu sàn này thì về cắt bằng phẳng đi là cái sẽ xong cái sàn rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ ra ngoài chỗ vườn ngô mà hôm qua mình nhìn thấy có mấy cái cây rất là tốt. Mình sẽ chặt về để làm cái cột của cái nhà tắm này. Và đằng nào cũng đã sửa thì sửa một thể cho nó thật chắc chắn mà. Bởi vì những cây gỗ này mình chôn xuống đất ý, thì nó gần như là không mục nên nó được rất là lâu. Đây mình thấy có hai cây rất tốt ở đây. Cây gỗ này là cây gọi cây da voi, nó cũng rất tốt. Còn bên này thì là cái cây mà cháu Xính gọi là em cây gỗ đinh này. Thì cây này thì tuyệt vời luôn rồi. Đấy, mình sẽ chặt hai cây này để về làm cột của cái nhà tắm. Rồi xong mình đi vào trong vườn, mình đã chặt được một số cây này rồi. Đấy, toàn những cây gỗ rất là tốt đấy. Đây là cháu Xính gọi là em của cây gỗ đinh. Những cái này thì mình làm cột, mình chôn xuống. Mình thay thế những cái cột tre, bởi vì cột tre chôn thì chỉ được một thời gian thôi là nó sẽ mục ngay. Nhưng mà cây này có mà chôn mấy năm cũng không phải nghĩ ngợi gì. Đấy, đây là một cái cột, hai, ba, bốn cái cột rồi đây. Bây giờ mình sẽ đi vác nốt mấy cái xà nữa, còn hai cái xà nữa. Cái gỗ này rất là nặng mọi người ạ. Nó nặng gần như gỗ nghiến ấy. Chính vì thế mà đấy, những cái cột chôn ở dưới gầm sàn kìa. Chính là nó đấy, mà chôn bao nhiêu lâu nay thì nó không có xi nhê gì hết cả. Nó cứ chắc lì, chả con mối con mọt nào đến gần nó. Đây các bạn ạ, mình đang vác về rồi. Cái này thì mình không cần nó to đâu, bởi vì cái mái nó cũng nhỏ thôi mà. Mái nó rộng có 2 mét, hơn 2 mét. Nó rơi vào khoảng độ 5-6 mét vuông gì đấy thôi. 5 mét vuông nên không cần thiết một cây to, chỉ cần gỗ nó chắc là được.
cái cây gỗ này mà làm thì có mà dùng bao nhiêu năm cũng bao giờ nghĩ nó mối mọt. Giờ mình đã về đến nhà rồi đấy. Cái này là mình chặt ở trong vườn nữa mà, nhưng mà nó dưới chỗ nó hơi rậm, đi nó cũng khó, cứ phải lôi từng đoạn bé một lên trên dốc. Mang tiếng làm cái nhà tắm con nhưng mà cũng nhiều cây que phết đấy. Đây còn chưa tính là cây tre chiếc để bổ làm rùi mè nữa nhá. Đây các bạn ạ, ngô nếp luộc đây, ngô nếp nương. Nên là nó không trắng như ngô dưới xuôi mọi người nhá. Mình rất thích ăn ngô luộc. Cho mình mới bảo cháu bó bẻ một ít ngô non về để luộc ăn đây này. Nó thật sự cái ngô này mình có thể ăn trừ cơm mấy ngày cũng được. Phải ăn rất ngon mà, ăn ngô này rất nhiều chất bổ đây. Cháu Xính thì giờ này đi xuống xã vẫn chưa thấy về. Không biết là hôm nay xã lại gọi cái việc có việc gì. Chú ăn ngon nhá. Ừ, được rồi, cháu ăn đi. Ăn. Hôm nay không phải nấu cơm đâu, cháu nhớ cơm còn nhiều lắm nhá. Chị đấy còn rất nhiều cơm chưa phải nấu đâu. Nồi cơm ra thế nào? Đấy, nồi cơm này còn nhiều lắm, tí nữa cho vào vần lên. Vần lên cho nó nóng nhá. Mấy cả ngô này nữa, rồi chú ăn ngô là chú không thèm ăn cơm rồi. Đây mọi người ạ, do vì em không biết, không có kinh nghiệm làm nên là mới để nó rột như thế này. Thậm chí là em lại còn buộc cả dây thép luồn từ trên xuống rồi giữa cái kẽ lá như bàn tay này. Coi như là nhìn như này thì làm sao mà nó không rột cái chứ, lại đúng chỗ để quần áo này. Hôm qua, là mình để quần áo chỗ này đây, mình tắm cái thì vừa lại nó ào trận mưa xuống. May mà mưa nó cũng một tí là tạnh ấy. Là ướt sũng ngay với cái quần áo. Hôm nay thì cũng tiện thể là mình ở nhà thì mình mới đang sửa nốt cái sàn xong đấy, thì mình tranh thủ thôi sửa luôn cái nhà tắm này lại để cho nó sử dụng được, cho nó kín đáo, chứ không thì như này là cũng không ổn được.
sau hơn 1 tiếng đồng hồ mình tháo dỡ và đã dỡ xong được cái nhà tắm của em Long ra rồi. Bây giờ thì cũng đã quá muộn rồi, mình nghỉ ngơi xong đến chiều bắt đầu mình lại tiếp tục làm lại. Đấy, coi như là được một đống dây thép, các loại cây que nhiều lắm. Em Long làm rất cẩn thận. Đây này. Hồi tháo mãi thì mình tháo được một số, cả một số phải cắt đi. Đây, buổi chiều mình sẽ thay hết vào cái đám cột gỗ này. Và mình quan trọng nhất là cái lá cọ này thì mình phải lợp dốc. Cái độ dốc nó nhiều và lợp thật mau. Và tuyệt đối là không được xỏ dây qua cái lá cọ để mà nẹp thì là nó sẽ dột theo cái đường ấy ngay. Nếu mình nẹp là mình nẹp ở hai đầu, hai bên thôi thì nó mới không dột được.